Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Cung kính ngưỡng bái bạch Trên Sư Phụ giờ phút này Toàn thể hành giả khóa tu một ngày an lạc lần thứ 118 Tại tu Tư viện Tường Vân Thành Kính Trang Nghiêm Cung đón Thầy Quang Lâm Giảng Đường Ban bố thời Pháp Thoại cho toàn thể Phật tử chúng con Giờ phút này thành tâm bái thỉnh Thầy Quang Lâm Chúng con thành tâm bái thỉnh Thầy Đăng Lâm nơi Pháp Tòa Và để chuẩn bị cho thời Pháp Thoại sáng hôm nay Thành kính cung thỉnh Thầy Kính mời toàn thể đại chúng Đồng quan hỷ chấp tay niệm Phật cầu gia hộ Nam Mô ma con thành tâm bái thỉnh thầy an tọa, kính mời đại chúng đồng ngồi. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng kính ngưỡng bái bạch thầy, sáng hôm nay khóa tu một ngày an lạc lần thứ 118 tại tu viện Tường Vân. Giờ phút này toàn thể hành giả chúng con đã câu hội về nơi các giảng đường để bắt đầu đón nhận những lời giáo pháp mà thầy sẽ chia sẻ để ngõ hầu chúng con ứng dụng trong đời sống tu tập cũng như trong cuộc sống giờ phút này toàn thể hành giả đồng hướng tâm về pháp tòa thành kính cung thỉnh thầy bắt đầu cho buổi pháp thoại sáng hôm nay nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kính thưa toàn thể hành giả khóa tu một ngày an lạc lời đầu tiên tôi nguyện cầu chư phật gia hộ cho các vị cho một buổi tu thật sự tinh tấn và an lạc hay gì đâu Phật. Năm nay chương trình tu học của chúng ta ba rồi hết trơn hết trời. Sắp cuối năm rồi và mỗi một lần cuối năm thì chúng ta có gì? À, có lễ tổng kết, xếp hạng, trao giải. Năm nay không biết trao làm sao luôn á hả năm nay khỏi trao hả buồn không tội nghiệp những người đi dù là ba rội nhưng mà người ta vẫn trọn vẹn miếng ba rội đó làm sao ai là người trọn vẹn cái miếng ba rội đó trong cái năm nay đâu các vị ơi ồ quan nghênh cho một cánh tay quan nghênh. vậy mà không trao tội người ta Nha. À. Nghỉ thì người ta cũng nghỉ, kêu đi nửa buổi người ta cũng đi nửa buổi, kêu đi chọn ngày thì người ta đi chọn ngày. Tuân thủ được như vậy mà không xếp hạng vào cuối năm. Mặc dầu không nói ra. Nhưng mà cũng buồn buồn. <laughs> Thì thôi bây giờ như thế này Cỡ nào thì mình cũng phải tôn trọng cho những người đi trọn vẹn bằng cách đó Bởi vì ban tổ chức vì sự cố mình nghĩ Chứ không phải là người ta diễn lý do để nghĩ Cho nên ai đi chọn các cái buổi tu mà ban tổ chức sắp xếp thì xem như người đó cũng là tu trọn vẹn một năm cho cái mạch mà vậy là bằng thiên dương công đức nó nó trọn mạch chứ tại sao mà một hai ba bốn cái nó trống có <laughs> phải không đó là khích lệ tinh thần của các vị để đánh dấu một năm trải qua nhiều thách thức khó khăn nhưng mà tinh thần tu học của chúng ta vẫn tốt như vậy đáng được quan nghênh toàn thể đạo tràng cho một tràng pháo tay nó đi mục đích tu học của mọi người chúng ta là gì hả trời ơi thầy để trên bảng đó thầy còn hỏi gì nữa phải không đây là mục đích của khóa tu mình đưa ra một ngày an lạc tức là tạm thời để cho các vị có thể rũ bỏ được tất cả những điều phiền toái trong cuộc sống về chúng ta được thư giãn cởi mở cho trọn vẹn một ngày để nạp thêm năng lượng và củng cố tinh thần đầu óc của mình và sau đó để trở lại với công việc thực tế đem lại hiệu quả hơn cho công việc của mình đây là điều vô cùng quan trọng thật tình chủ đề tu học của chúng ta chủ đề chính chỉ là như vậy nhưng mà trong các buổi nói chuyện của quý hòa thượng của quý thầy đến với các vị mở cho chúng ta rất nhiều hướng để ứng dụng thực hành từ nông cho đến sâu thì tùy căn cơ trình độ và cái sự khát khao cho mỗi con người thì chúng ta sẽ tùy nghi để đạt được mục đích đó còn về cái gốc của nó mục đích tu tập là để được khai mở tâm trí đây là một vấn đề quan trọng mà các bậc tiền bối của chúng ta đã ứng dụng thành tựu và trở thành những con người vĩ đại mà chúng ta hay gọi là các nhà hiền triết hay là những bậc chân sư vĩ đại đều là những người được khai mở tâm trí để có một cái trí tuệ tuyệt vời và một đời sống vĩ đại như vậy. Đức Bổn sư Thích Ca là một trong những con người vĩ đại đó đã khai mở được tâm trí và sống trọn vẹn với tâm trí mình bằng cả một tấm lòng từ bi và hy sinh cả thân mạng. Đây là những điều vĩ đại mà chúng ta cần suy tư. Một điều thực tế hơn để chúng ta dễ nhận ra được điều này. Trí tuệ của mỗi con người nó là một kho tàng quý báu được ẩn giấu trong mỗi con người và nói rộng hơn là của mỗi chúng sinh con người nào cũng có kho tàng trí tuệ vĩ đại đó vô giá đó ở trong lòng nhưng điều quan trọng nhất ai là người có thể khai thác được tất cả chúng hữu tình cũng là như thế nhưng mà trong cái trật tự này nó có những điều để làm chúng ta suy nghĩ tại sao người lớn cái sự phán đoán trực giác hay là sự linh hoạt của các giác quan lại thua trẻ nhỏ. Có phải không? Cái trực giác của các trẻ nhỏ vô cùng đặc biệt, có những trẻ mà hồi lúc còn nhỏ nhiều trực giác chính xác 100% và nó xem như là một thần đồng mầu nhiệm như thế. Sự phán đoán trực giác rồi thậm chí cho các giác quan của các trẻ thơ cũng linh hoạt tốt hơn là những người lớn. Có nhiều trẻ thơ biểu hiện rất đặc thù, nhưng tại sao khi lớn lên những điều đặc thù đó lại biến mất? Cái này các vị để ý rất là kỹ nha. Bên cạnh đó giữa chúng ta và muôn loài, tức là ngoài loài người ra còn có những cái loài chúng sinh xung quanh cuộc đời của mình. Tại sao tâm trí của con người chúng ta lại tốt hơn muôn thú? đây là những cái điều mà tự so sánh lấy đừng nghĩ là do con người là thông minh hơn gì đó thì dĩ nhiên do cái sự cấu tạo não bộ nó có sự khác biệt nhưng mà theo sự nghiên cứu người ta cũng cho rằng cũng cả một quá trình thời gian tôi luyện để nó có thể thay đổi dần lên cái bộ não hoàn hảo như ngày hôm nay nhưng mà ai là người khai thác được điều đó để trở nên tâm trí sáng suốt phán đoán tất cả các việc chính xác, nhìn xa trong rộng mọi thứ, mặc dù chúng ta và những người xung quanh trên cơ bản cấu tạo về mặt cơ thể học giống nhau. Mà tại sao có những người lại là siêu việt và có những người tầm thường và thậm chí có những người thấp kém như vậy? Cho nên ai là người khai thác được cái điều này? là thành tựu lớn hơn giống như kho báu vốn có hay là mỏ vốn có nên mỗi quốc gia nhưng quốc gia nào có khoa học kỹ thuật công nghệ để có thể khai thác được các cái mỏ đó thì sẽ sử dụng tốt hơn và thành công hơn cái nghĩa đen nó là như vậy cho nên về phương pháp để khai mở tâm trí tức là cho trí tuệ hiển lộ đó thì từ ngàn xưa đã có nhiều cái phương pháp để ứng dụng yoga là một trong những phương pháp để giúp khai mở tâm trí nha bên cạnh đó người ta còn tìm ra được những phương cách như là khai mở luân xa rồi đó mặc dầu chưa xác định được như thế nào nhưng mà qua cái lý thuyết và truyền thừa người ta tìm mọi giá để người ta khai thác được trí tuệ ẩn tàng ở mỗi con người để trở thành những con người vĩ đại đạt được mục đích đó là tối thượng nhất một kiếp người rồi và bên cạnh đó trong phật giáo hay là ngoài phật giáo một phương pháp rất là phổ biến để người ta khai mở tâm trí đó là gì đúng vậy đó là thiền định đức phật đã trải qua một quá trình dài tôi luyện con người của mình thông qua nhiều phương pháp trong đó kể cả yoga tức là những phương pháp truyền thống của ấn độ và bên cạnh đó ứng dụng thiền định để thành tựu tuệ giác vô thượng và những phương pháp này còn lại bàn bạc trong dân gian mà đặc biệt nhất chúng ta là người học phật chúng ta thừa kế một cái phương pháp vĩ đại này nhưng mà rất ít người có thể đạt được mục đích tức là thành tựu việc khai mở tâm trí cho nên để chia sẻ sâu trong cái bài giảng này tôi xin trao đổi với các vị cái chủ đề hôm nay là tâm có khai thì trí mới mở Các vị thấy một số những nhà tu Tại sao tuổi rất cao Nhưng mà chưa hề lú lẫn bất cứ chuyện gì Đây là điều rất đặc biệt Và bên cạnh đó Một số những người ứng dụng những phương pháp gì Mà tuổi đời rất cao Nhưng mà trí rẫn sáng Thậm chí sáng tuyệt vời hơn khi còn trẻ nữa cái đó ở chỗ nào cho nên đó, tuổi già chưa hẳn là làm lu mờ tâm trí tuổi già làm lu mờ tâm trí là tại chúng ta phụ thuộc vào cơ thể vật lý của mình mà không chịu tôi luyện để mà chúng ta phát huy những cái không bị lệ thuộc vào các cơ thể vật lý các vị thấy tại sao có những bậc thiền sư chứng đắc tu hành không lệ thuộc vào cơ thể vật lý này bệnh tật cũng không hề thậm chí sống chết không hề thậm chí muốn sống hơn nữa vẫn có khả năng có những cái vượt ngoài các suy tư thông thường và những cơ thể vật lý của mình vì vậy những người tu của chúng ta cần tìm hiểu vấn đề này thật ra vấn đề này hơi bị chuyên môn quá nhưng mà nó cũng một phần để đáp ứng cái nguyện vọng tu học của đại bộ phận con người và để giúp cho các vị nếu đạt được mục đích này các vị sẽ hạnh phúc rất lớn giữa đời thường bởi vì cuộc đời càng phức tạp thì đòi hỏi tâm trí phải được nâng cao nếu không nâng cao những cái bế tắc những cái thăng trầm trong cuộc đời nó sẽ dìm chết chúng ta đi cho nên những phương cách này là chiếc phao nổi vô cùng quan trọng để giúp cho con người trong giai đoạn bảo dông trong cuộc sống có nhiều áp lực, lo toan và dễ đem đến nhiều cảm giác tiêu cực. Thì để hiểu được vấn đề này thì chúng ta cùng tìm hiểu thứ nhất là chữ tâm trí. Xin thưa các vị, dân gian cũng từng đã nói một câu là tâm khai trí mở đúng không? Có câu tâm khai trí mở không? Nhưng mà nghe thì nghe vậy chứ có ai khai được chưa? Hả? <laughs> bên hai thầy khai gán có khai nổi không <laughs> xin thưa các vị cái từ ngữ này không phải tự nhiên mà có phải nói là từ ngữ này nó xuất phát từ những con người đã đạt được mục đích thành tựu và người ta đã đem cái phương thức đó để khai cho những người khác và chúng ta mới để lại câu ở đời là tâm có khai trí mới mở mà những con người tài ba trong cuộc đời họ cũng có một phần khả năng để làm được điều này nếu là người vốn có bản lĩnh và một số người sinh ra cuộc đời cái tâm vốn có và cái tâm vốn có nó nó làm xuất phát những cái trí không bao giờ ngờ trước được tại sao nó có mặt các vị thấy tuyệt vời vô cùng tôi cho một cái thí dụ rất đơn giản tâm và trí nó cũng giống như ngọn đèn và ánh sáng vậy đó có ngọn đèn thì chưa chắc nếu ngọn đèn đó bị hư thì sao ngọn đèn tôi cho giống như một bộ não vật lý của chúng ta xin thưa các vị cái bộ đèn đó để nó cho chúng ta có được cái ánh đèn đó thì đó là một cái cơ thể vật lý của mình còn hiển lộ sáng được hay không nó đòi hỏi nhiều yếu tố trong đó yếu tố thứ nhất là cái bóng đèn đó có còn hoạt động không ví dụ bây giờ có bóng đèn đó nhưng mà nó không còn hoạt động thì sao thì cũng không có cách nào phát sáng được có phải gì không tôi ví dụ có một cái ngọn đèn như thế này nhưng mà chúng ta bao nó lại thì ánh sáng có lộ được không như vậy thì cái thứ nhất là nếu bóng đèn này hư sẽ không thể nào phát huy tác dụng và yeah. cái bóng đèn này mặc dầu nó vốn có đó nhưng mà chúng ta bao nó quá nhiều bao ít thì nó còn lộ chút điện bao nhiêu liền khỏi thấy luôn ví dụ bây giờ bóng đèn này đang cháy rồi sao tôi lấy cái chén tôi úp lại thì sao không có tắt đèn điện thì không có tắt tôi bây giờ tôi thí dụ cho đèn điện đi nè thì sao không thể nào phát sáng ra ngoài dù cho ở đây là đêm tối chúng ta thắp một ngọn đèn này thì sao sẽ sáng lên liền đúng không nhưng mà tôi lấy cái chén tôi úp lại thì ánh sáng còn một tác dụng nào với cái phòng này nữa không không mặc dầu bóng đèn dẫn dẫn sáng vẫn đang cháy như vậy thì các vị thấy gì thứ nhất nếu tâm trí chúng ta là bị hư hai bộ não có sự cố thì không có cách nào phát huy tác dụng được của trí tuệ như vậy thì người đó không thể nào khai tâm mở trí được. Các bạn hiểu không? Cái thứ hai là nếu người đó bị bao che quá nhiều thành kiến, sân si, đố kỵ, danh tị, hẹp hồi, ích kỷ, ngã mạn, kiêu ngạo, bao nhiêu là càng dày bấy nhiêu thì sao? Trí tuệ sẽ không phát huy được tác dụng. Nó rất đơn giản như vậy vì vậy trở lại vấn đề tại sao con người chúng ta hôm nay có nhiều phương cách để giúp mình khai tâm mở trí để cuộc sống có trí tuệ hơn để đem lại thành công và hiệu quả cho các công việc cũng như sự điều tiết thân tâm này tốt hơn nhưng tại sao con người lại khổ đau hơn và dường như bị bế tắc nhiều hơn tại sao tại vì có phương pháp nhưng mà không có ứng dụng và không có cách để giúp chúng ta ứng dụng để được thành công vì vậy con người bao che thoái hư tật xấu tham sân ích kỷ như vậy làm sao khai mở được tâm trí đây là điều vô cùng quan trọng các vị cần phải hiểu được rất rõ cái mấu chốt này bởi vì cơ bản nhất Tâm chúng ta có rộng lớn thì trí mới mở Và tâm rộng lớn thì trí rộng lớn Trí rộng lớn thì đức rộng lớn Đức rộng lớn thì quyến thuộc rộng lớn Mà quyến thuộc rộng lớn thì phương tiện rộng lớn Đây là lộ trình Hòa Thượng Huệ Đăng đã từng nêu ra cho các hành giả thực tập Tâm mà rộng lớn thì trí mới rộng lớn được Mà trí rộng lớn rồi thì đức nó rộng lớn mà đất rộng lớn rồi thì quyến thuộc rộng lớn Mà quyến thuộc rộng lớn rồi thì phương tiện rộng lớn Cái này là một quy trình rất rõ Và vì vậy nếu trên cuộc đời các vị thấy rằng Một ai được sự ủng hộ của nhiều người Thì biết rằng người đó cũng có một cái gì nhất định Chứ không hề đơn giản dù ai nói trăng nói cụi gì Nhưng mà người ta vẫn có một cái gì nhất định đó Mà đôi khi chúng ta không hề biết không có gì trên trời rớt xuống tại sao có những người trên cuộc đời không làm được một tích sự nhỏ nào cũng như thậm chí một số người cũng không có những quyến thuộc nhất định nào tâm hẹp hòi quá làm sao có được những điều đó cho nên các vị thấy quan trọng ở cái chỗ mà ứng dụng thực tập giáo lý của đức phật những phương pháp mà Phật dạy tổ dạy là những cách để giúp chúng ta khai mở tâm trí. Tâm trí hẹp hồi làm sao chúng ta làm được những việc quan trọng? Nếu tâm mình hẹp hồi nó sẽ che đậy tất cả cái trí đi. Cái đó là một sự thật không thể nào mà mà phủ nhận được. Để các vị thấy rằng khi cái tâm hẹp hòi nó che đậy cái trí tuệ của các vị. Tôi cho các vị một câu chuyện mà tôi đã kể ở đâu đó chứ các vị. Dường như nếu không lầm là trong cái bài giảng là lòng ganh tị. Tôi có nói một câu, câu chuyện là. Có một cái ông này rất là phước báo. Ông ước mơ điều gì. Thì cơ bản ông thành tựu được điều đó. Nhưng mà có một điều trớ triêu thay là. Cái người hàng xóm cạnh ông đó. Thì lúc nào cũng được nhiều hơn. Gấp đôi, gấp ba, thậm chí gấp nhiều lần. Ông ước mơ có một căn nhà Người hàng xóm chỉ được hai ba căn Ông ước mơ ông có một cây vàng Thì người hàng xóm hàng chục cây Ông ước mơ ông thành tựu cái gì đó là nhà hàng xóm đều thành tựu hơn ông rất nhiều lần Thì chính cái người hàng xóm thành tựu cho nên sao Lòng ganh tị của ông nổi lên tất Tại sao cái gì mà mình được một là người hàng xóm nó cứ được hai, ba và nhiều hơn hoài vậy? Cho nên cái lòng ganh tị, ác cảm, thôi thúc ổng từng ngày từng ngày Bắt đầu ổng phải nghĩ ra một cái mưu sâu kế độc gì đó Để ổng có thể thỏa mãn được lòng ganh tị này Cuối cùng ổng suy nghĩ ra một điều mà ổng rất là hài lòng Ông nguyện làm sao? Tôi mù con mắt Để làm gì? để cho người hàng xóm mù hai con và thật sự cuối cùng ông mù con mắt và người hàng xóm đuôi hai con tôi cho là vậy đi vậy thì ở đây câu chuyện này làm chúng ta vỡ lẽ ra được điều gì có phải rằng khi tâm hẹp hòi ích kỷ thì tâm trí lu mờ cho nên nghĩ ra ngu si như vậy có phải vậy không tâm trí ích Kỹ hẹp hồi cho nên che đậy hết cuối cùng lại vô minh lấn át để nghĩ ra những điều tồi tệ và tiêu cực như vậy tại sao không nghĩ nếu mình được hạnh phúc mà người hàng xóm hạnh phúc gấp đôi người có tâm có buồn không à, à. xin thưa các vị không hề buồn nếu thiên hạ mà có ăn đầy đủ nhiều hơn mình vui hay buồn vui. chắc không Mình đẹp để được thiên hạ đẹp hơn mình nhiều. Vui hay buồn? Ừ. Chắc không? Ừ. Nói là phải làm được nha. Tâm hẹp hồi ích kỷ là một trong những thứ ngăn che. Mà ngăn che chừng nào thì con người chúng ta lại bị cái ác và vô minh nó lấn. Và nếu nó lấn như vậy làm sao có được những sự suy nghĩ trí tuệ... Và làm sao trí tuệ khai mở được chứ Một lớp đậy đã đủ rồi Bây giờ thêm một lớp nữa Rồi hàng ngày thêm một lớp Cứ đậy miết như vậy thì Thì càng lu mờ càng sâu Và càng khó để khai Chứ đâu có phải dễ đâu Cho nên khi chúng ta học tu Không khai được tâm trí Và chúng ta thấy không thông minh trí huệ sáng suốt hơn Thì phải xem xét lại mình Vì sao là như vậy vì tâm trí có được tu tập có được chuyển hóa đâu để mà có trí tuệ được chứ. Tâm tánh chứa đầy những hận thù, sân si, ích kỷ, đố kỵ hẹp hòi như vậy rồi mở là mở cái gì? Tôi nhớ trong bộ phim Tam Quốc Diễn Nghĩa đó Tào Tháo có dặn với bốn đứa con của mình những cái câu nói mà rất là hay. Sau khi quân Tây Lương ám sát Tào Tháo mà không thành thì tào tháo sẵn có bốn đứa con nơi đó thì tào tháo mới hỏi với bốn đứa con là bây giờ làm gì với quân tây lương mà sau khi ám sát không thành rồi đó nó ẩn trong quân lính như vậy thì các đứa con lần lượt trả lời nào là bế cửa thành rồi để lùng sục khắp nơi rồi bắt ra để mà xử trảm hết toàn bộ những cái cách độc ác để đối với những cái kẻ thù ám sát cha như vậy thế 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 nhưng mà cuối cùng có một đứa con út nó nói rằng là theo ý con là nên mở cửa thành để những kẻ vô dụng đó nó đi đi và chúng ta sẽ được hai điều ừ. điều thứ nhất là tụi nó vô dụng cho nên chúng ta không cần ra tay trở thành kẻ bất nhân thứ hai nữa những thứ vô dụng nó sẽ về tuyên truyền lại nó giúp cho quay lực của cha sẽ được cao hơn mọi thứ thì cuối cùng Tào Tháo mới khen đứa con Út và mới nói với các con một câu mà mà tôi thấy rằng rất là hay. tụi con đừng nghĩ ra mở miệng là phải chém giết. Nếu tụi con để phẫn nộ thì sẽ làm cho tâm trí lu mờ và nếu tụi con để lòng hận thù dâng cao thì tụi con sẽ mất khả năng phán đoán. Phải nói là trong một bộ phim nhưng mà một con người thiên tài về chính trị quân sự và thậm chí văn chương như tào tháo nói ra một câu như vậy chúng ta đã học hỏi được rất nhiều thứ trong quá trình coi phim cơ bản nhất tôi thích hai cái bộ phim một là hán sở tranh hùng hai là bộ phim tam quốc diễn nghĩa tôi không cần quan trọng ở trong đó hình ảnh đấu đá cái gì đó các nhân vật ở trong đó đóng như thế nào mà phải nói rằng tôi thấy thuyết minh những lời thoại quá siêu việt chúng ta học hỏi được vô số điều nhưng mà sự thật rằng chúng ta ít khi nào thích những bộ phim như vậy là tại sao dường như nó không hấp dẫn lắm hấp dẫn là phim Hàn Quốc nè, diễn viên đẹp nè, lãng mạn yêu đương nè. Bộ phim nào đó nó nhảy nhót này kia nè, thế thế, kịch tính thế thế. Chúng ta chỉ thích chừng ấy thôi. Như vậy kêu khai mở tâm trí lấy đâu ra? Người ta dựa vào nhu cầu của xã hội đang là như thế nào để người ta đánh giá một phần quan trọng. Cho nên các vị thấy rằng dựa vào những cái video clip trên YouTube á, người ta thấy những cái chuyện trời ơi đất hỏi á, thì số lượng người vô vào xem và like rất là là lớn và người ta thấy rằng những cái video clip mà thuộc về những dạng mà đặc biệt kinh tế chính trị hay là những con người thiên tài phát biểu nói chuyện hay là những nhà đạo đức rồi đó thì cái lượt xem không có lớn lắm và người ta dựa vào đó thì ta biết rằng cái tầm của xã hội đang là để người ta đánh giá đó là chuyện rất bình thường nhu cầu thưởng thức của con người nó cũng phản ánh một điều về tâm trí của con người đó những bậc tâm trí siêu việt nhu cầu thưởng thức người ta khác những người thông thường và thậm chí tầm thường những nhu cầu thưởng thức giải trí người ta theo cách khác ở đây không nói ngu khôn mà chỉ nói là cái tầm tầm nào thì người ta sẽ thưởng thức những cái như vậy vì vậy trong xã hội cần có những nhà đạo đức những nhà văn hóa các triết gia những con người có tầm để kiểm soát bớt đi những điều tiêu cực giống như bây giờ người ta sẽ đề nghị một số những clip trên youtube nhảm nhí người ta sẽ đề nghị bỏ hoặc là phạt nếu nó đem lại cái hại lớn quá người ta sẽ phạt không cho phép một cách tự do tùy tiện theo cách đó nữa bởi vì làm ung đúc những tâm trí thấp kém nguy hiểm vô cùng trở lại vấn đề tu học của mình mình cũng thấy dựa vào cái câu nói của tào tháo tại sao phẫn nộ lại làm cho cho trí tuệ bị lu mà còn thù hận với kẻ địch thì lại làm cho mất khả năng phán đoán tại vì do thù hận rồi đâu còn sáng suốt hay làm càng cho nên các vị biết rằng khi hai cái đồ đệ của lưu bị bị giết thì lúc đó lưu bị không còn bình tĩnh nữa cho nên một sự thất bại đau thương mà cuối đời lưu bị bởi vì lưu bị cãi hết lời của những người có trí tuệ càng ngăn lời của khổng minh, lời của một cái vị tướng chịu dân càng ngăn đều không có hiệu quả, cuối cùng đi đem mấy chục vạn đại quân đi đánh thất bại. Tại vì lúc đó sao? cái cảm tính tức giận nó làm che đậy tâm trí, sự phán đoán lúc đó không còn chính xác nữa, sự thù hận dân cao rồi phán đoán không chính xác. Phải nói là chúng ta thấy câu nói của mỗi một con người có tài Chúng ta lắng nghe sẽ cứu mình được trong một tình huống nào đó Hoặc giúp mình có ý nghĩa nào trong điều đó Những người có tài, có trí Những người vĩ đại trong cuộc đời Để lại những lời giáo huấn Như một kim chỉ nam Quan trọng cho sự thành bại được mất của mỗi con người Mà chúng ta cần lấy đó để chiêm nghiệm, để học tập trong cuộc đời tôi tôi kinh nghiệm được một số các vấn đề. Thứ nhất, tôi trải qua hơn 30 năm trong đời sống nhà tu. Trải qua nhiều thế hệ tăng ni và nhất là những người đồng hành với mình. Tôi hiểu được nhiều thứ trong đó. Những người đồng hành với chúng ta chúng ta sẽ nhìn xung quanh rồi mai này chúng ta sẽ có câu trả lời. Ngày xưa khi tôi ở chung tập thể với một vài người Tôi thấy rằng trong giai đoạn khó khăn đó mà Các vị biết những giai đoạn cỡ 90 rồi đó Ở trong chùa nghèo đói thiếu thốn đó. Cái gì cũng quý hết Thanh Long thấy thèm nuốt nước miếng chứ chưa bao giờ được ăn Chứ đừng nói là Thanh Long mà kiểu mà trải dài như ngày hôm nay Thậm chí ở chùa cúng xuống để ở phía sau nhà trù Dường như không có người nào đếm xỉa tới bơm nho thậm chí bơm chưng lâu nó bị héo rồi cũng dường như không người quan tâm nhưng mà ngày xưa thiệt với các vị lên quả đường ăn miếng bơm mi lớn ăn miếng thanh long bằng hai ngón tay kẹp vậy thôi là nói thiệt với như ăn vàng vậy các vị nó ngon chưa từng có <laughs> thiệt cái cảm giác đó nó ngon lắm các vị ngày xưa cuộc sống thiếu thốn mà vì vậy cho nên có một vài người có những cái quyến thuộc hoặc là thậm chí gia đình có điều kiện á. Mà đem cho những cái vật phẩm này kia đó, đồ đạc đó. Thì hầu như là một số người là chia cho anh em. Có cục kẹo chia cục kẹo, có miếng bánh chia miếng bánh. Tùy cái điều kiện chia đều và vui vẻ gọi là sống lục hòa. Nhưng mà có những người đem giấu. À, xin lỗi tôi không nói nhiều nhưng mà có một số ít người vậy thật ra của họ họ cất họ giấu họ ăn lén hoặc họ thế nào đó là chuyện của họ đúng không cái đó là cá nhân của họ mình cũng không nói nhưng mà sự thật rằng thời gian trả lời tôi thấy rất rõ theo dòng thời gian một là những người này bỏ về cuộc đời mà đa phần khi trở về đời lại là những người đau khổ hai là có thể ở trong đạo đi nhưng mà hầu như không làm được việc gì. Đây là cái mà tôi thấy rất rõ như vậy. Bởi vì khi tâm nhỏ hẹp quá không thể nào làm được việc quan trọng rộng lớn. Cho nên tại sao tôi trách đệ tử mà cái chuyện tôi hay nói với các vị, khi một chú sa di cãi với cái nhóm người làm bên nước vì một cái chai nước như thế này, khi tôi hỏi vì sao cãi Thì người này nói đúng và nhóm người kia nói đúng Chú này cũng nói đúng Tôi nói dù đúng cũng sai Một chai nước bi lớn vậy Con cãi thì mai này con làm được gì cho chúng sinh Cái chai nước con còn không có thể Bao dung nhịn nhường tha thứ được Thì con sẽ làm được gì trên cuộc đời Để con nói cho thầy nghe đi rồi con nói con hy sinh thân mạng này vì cuộc đời Con nói con vì lợi ích chúng sinh Nói dốc, nói xạo Điêu hoa à? Cho nên nhìn một người đệ tử biết sau này có lợi ích cho chúng sinh hay không Nhìn thấy đời sống và cách cư xử hàng ngày của những người đó Chúng ta sẽ biết rằng Họ là một nhân tố có ý nghĩa lớn cho cuộc đời Hay là họ là người tầm thường Thậm chí là người ăn bám trong cuộc đời Chúng ta đánh giá rất rõ về những cái điều này. Như vậy, có hai cách. Một là dựa vào cái hạt giống vốn có. Và hai là duyên lành cho sự tu tập, kết hợp cho sự chuyển hóa và biến mình lại thành một con người khác thường. Có những người vĩ đại không phải là họ muốn, mà tự họ vĩ đại như vậy đó. Có những người tâm rộng lớn, yêu thương, hy sinh, không phải là họ được giải. Cho nên tôi nói với các vị, tôi thường thấy những trẻ thơ mà nó ăn cái gì ai xin cho hoặc cho trẻ trang lứa đó. Tôi thấy rất thích những đứa trẻ này nhưng mà người lớn chửi nó. Mày ngu vậy, ngu vậy, không đây ăn à. Còn chửi những đứa xung quanh, mày vụ con tao hả, mày gạt lên hả, mày gạt mày ăn của con tao hả. Đi về, đi chỗ khác đi, ăn ăn, chứ cho chứ. Cho, cho, cho. Tôi rất là tiếc. Những đứa trẻ phần lớn bản năng là gì? Ham ăn hút uống. Mà tại sao con của mình nó lại có một cái hành động như vậy? Đúng ra người lớn phải suy nghĩ con mình là một thành phần gì đây? Đặc biệt như thế nào đây? Không hề đơn giản nha các vị. Phát hiện được điều đó nếu mà người mà có tâm có trí tự nhiên biết rằng con mình cần phải đào tạo và giáo huấn con mình đi theo con đường nào vì bản chất như thế này như một đứa sinh ra ngang bướng hẹp hồi ích kỷ tham lam hung tợn thì phải suy nghĩ hiểu cái cách phải đào tạo nó cách gì để cho nó tốt hơn có đứa sinh ra bướng bỉnh hung tợn lại cho đi học võ nuôi con như vậy sai lầm không có trí trong cái việc giáo huấn con mình biết con mình hiếu động và nó hung dữ hoặc là nó khó như vậy thì phải tìm cái môn học nào và cái cái giải trí nào để mà kiềm chế lại cái này để làm nhẹ đi ví dụ như học đàn học nhạc học vẽ tranh tùy cái con người sinh ra thế nào và tìm cái cách để dạy nó để làm sao nó tốt hơn nếu tâm tính nó rộng lớn cho học một cái gì để trở thành vĩ đại tâm tính nó hẹp hòi phải cho học cái gì để mở ra tâm tính nó hung tợn phải học cái gì điềm đạm Ví dụ bây giờ con cái nó quá ư là thụ động Cho nó đi học dễ Thì sao Thất bại rồi không được Lúc đó phải cho nó đi học bơi lội Hoặc là đi học bông rổ Học lá banh gì đó Tức là học phải năng động lên Tùy vào cái phản ánh của Mỗi con người chúng ta phát hiện được điều đó chứ Vậy thì ở đây tôi nuôi đệ tử cũng vậy Tôi phải biết được Đứa nào rộng tâm, đứa nào hẹp tâm Đứa nào cục bộ ích kỷ đứa nào như thế nào tôi phải biết và tùy cái pháp để tôi hướng dẫn. Chỉ có một pháp dạy người là không đúng. Pháp đức và cô không có một pháp để dạy người mà vô cùng và dạy người cũng đồng thời nhìn mình xem nhược điểm nhất của mình để tìm pháp môn tìm cách để giải quyết nó. Bởi vì khi tâm tánh mình bị che đậy bởi phiền não, chúng ta không phát hiện ra. Mình bị ích kỷ che đậy, mình không phát hiện ra. Mình bị sân si che đậy Mình không phát hiện ra Mình bị cái cái đố kỵ che đậy Mình không phát hiện ra Mình bị nhiều chuyện che đậy Mình không phát hiện ra Người nhiều chuyện đố họ biết họ nhiều chuyện Có phải không? Không bao giờ họ biết họ nhiều chuyện Nếu họ biết họ không ở như vậy Bởi vì người bị nghiệp đó che đậy Làm sao biết được Trừ ra bắt đầu dừng tạo nghiệp lại Tâm khai rồi trí mới mở Mới thấy mình có khuyết điểm Ích kỷ hẹp hồi đố kỵ Sân si tật đố gì đó Chúng ta mới thấy Và mới phát hiện được ra mình là có những cái đó Và khi phát hiện mới chuyển quá được Trần ngại lai khổ lắm Các vị nghĩ dễ dàng khai mở được tâm trí Thì ai cũng như Đức Phật hay là ai cũng như các bậc hiền triết hết rồi còn cái gì mà những con người mà sống bê bối lang thang trong trần đời này như vậy các vị hiểu điều này rất rõ đây là một cái điều quan trọng vô cùng tâm có khai trí mới mở không điều phục được tâm chúng ta không chuyển hóa được tâm làm sao khai mở trí không cách nào đâu bảo đảm với các vị luôn người có tâm rộng lớn thì trí rộng lớn như nãy tôi nêu trí rộng lớn thì đức mới rộng lớn cái tâm hẹp hồi ích kỷ đức đâu mà nếu người hẹp hồi ích kỷ thì thuộc về dạng đức ác mà ân nhiều là cái này khổng tử cho đó là những điều nguy bậc thánh như khổng tử nói đời có ba việc nguy thứ nhất là đức ác mà ân nhiều Thứ hai là công nhỏ mà lộc lớn. Rồi thứ ba là tài kém mà chức cao. Đó là ba diệt nguy mà cái này tôi có giảng một cái bài tại Canada là bài giảng là những diệt nguy ở đời. Tôi phân tích rất rõ. Một người có đức để được sự kính trọng hay được sự phụng vì nó khác, nhưng mà một người ác chúng ta thấy vẫn thấy được điều đó. Thì cái đó chúng ta biết rằng là xung quanh họ là ai. Vì mình ác, mình đang mạnh. Cho nên họ phục tùng mình là phục tùng cái đó. đó chứ không phải là phục tùng gì đức. À. Ân đó là chưa thật sự là ân đâu. Vì mình không có ban ân cho cuộc đời mà mình nhận ân kiểu đó. Mình đang làm khổ thiên hạ mà mình nhận ân kiểu đó. Phải nhìn. Cái người nhận ân từ cái chuyện ban ân quá nhiều. Cuộc đời nghĩ đến trả ân nó khác với cái người đức ác mà ân nhiều. Thủ đoạn mưu mô để kiếm ân nhiều nguy hiểm vô cùng chẳng hạn nguy hiểm đời này mà còn nguy hiểm dính kiếp luôn trong hệ đơn giản cho nên những người họ đạt được trí tuệ hoặc là hướng vào con đường trí tuệ các vị biết bắt đầu họ từ bỏ sự hưởng thụ và họ từ bỏ rất nhiều những sự mà ủng hộ cung kính cho nên qua kinh nghiệm tôi thấy được rằng là chúng ta tu hành mà được ủng hộ nhu cầu đời sống tốt hoặc là sự cung kính quá nhiều tâm trí chúng ta bị che đậy hết chúng ta không khai mở được chúng ta hướng vào cái sự hưởng thụ và chúng ta chấp nhận sự hưởng thụ và chúng ta hài lòng với những sự cung kính tất cả những cái điều đó chúng ta thấy dường như tốt nhưng đó là một điều cực xấu so với những con người hướng vào con đường trí tuệ để khai mở tâm trí đó là những chướng đạo sự cung kính mà không khéo nó che đậy và nó chướng đạo cho chúng ta vô cùng lớn. Cho nên các vị Bồ Tát hay là các vị tu tập những con đường đạt trí tuệ đó, các vị biết họ né sự cung kính và cúng dường của mọi người. Bởi vì họ biết rằng cái đó vô cùng nguy hiểm. Cho nên những bậc đạt được trí tuệ, một là ẩn cư, hai là giả khùng giữa cuộc đời. Sống không ra gì để thiên hạ đừng quan tâm, đừng để ý, đừng cung kính và như vậy thì không có nhận được sự cúng dường. Những người đó người ta phải che đậy mình bằng thân phận đó để bảo vệ cho cái trí tuệ của mình và thật ra người đó đâu có nhu cầu. Người đã hướng về trí tuệ và đạt được trí tuệ rồi không có nhu cầu và họ có nhu cầu là họ vì cuộc đời chứ không phải vì họ. Cái nhu cầu đó là một phương tiện để làm lợi ích cho cuộc đời. Cho nên người có tâm, có trí, rồi có đức, rồi mới quyến thuộc, tức là quần chúng đông, rồi có quyến thuộc mới có gì? có phương tiện rộng lớn thì có điều kiện đó giúp ích cho cuộc đời được rộng lớn nó phải đi theo quy trình đó cho nên cái phương thức tu tập mà khi tôi gần hòa thượng huệ đăng tôi học được ngài chia sẻ là như vậy ngài có ba cái điều căn bản cho cái người tu phải có tâm lực rồi mới có trí lực và có trí lực mới có pháp lực ban đầu tôi rất là khó hiểu những từ này bởi vì những từ này nó không có nằm trong thuật ngữ chuyên môn của Phật giáo Mà từ ngữ này nó xuất phát từ một người trải nghiệm tu hành Quan trọng vô cùng Không có tâm lực là không có trí lực Chúng ta chưa từng chịu đựng được sự sỉ nhục Chưa từng chịu đựng được sự cực khổ Chưa từng hy sinh cho tất cả mọi người Không bao giờ có trí lực được Tâm lười biến hẹp hồi ít kỷ, ganh tị, đố kỵ và tham lam như vậy Làm sao có được trí các vị Không cách nào Bảo đảm với các vị Không có cách nào Có tâm lực Mà tâm lực ở đâu ra Tự nhiên làm sao có tâm được Phải tôi luyện mình mới có được tâm lực Người tu giữ giới Giữ giới không phải là gì giải thoát Hay là gì sợ tội gì đó Mấy cái này là chuyện trong Phật Pháp, trong giáo điều ghi. Nhưng mà giữ giới là cái cách gì? Để tạo ra tâm lực đó. Tức là chịu đựng nhiều thứ. Mà sức chịu đựng được thì nó nó mới tăng cái tâm lực. Người ta gọi là đạo lực á chứ đừng có nghĩ ra vấn đề tội phước gì trong đó nó không phải là là như vậy tôi luyện con người phải chấp nhận sống kham khổ thiệt thòi mọi mặt như vậy mà chịu đựng được tâm lực mới lớn Và tâm lực lớn nó có khả năng khai mở trí tuệ mà Cho nên sống thiệt thòi hơn người Nhường nhịn người Đa phần xã hội nói ngu <laughs> Nhưng mà tôi nói Hằng ngu không sống được như vậy Hằng ngu nào chịu đựng được như vậy Không có sức chịu đựng đâu Ngu không làm được chuyện đó Phải nói là con người vĩ đại Có tâm hồn cao khiết lắm Mới làm được những chuyện như vậy Tôi nói với các vị không vì lý tưởng Mà vì nhu cầu hưởng thụ đi tu là ngu nhất trong cuộc đời Tôi nói thiệt Chỉ vì lý tưởng, chỉ vì việc phụng sự trong cuộc đời Thì trở thành nhà tu Còn nếu mà nói gọi là đi vào chùa để kiếm chén cơm manh áo Hay là cuộc sống nhàn hạ cho gì đó Đó là những suy nghĩ ngu đần nhất trong cuộc đời để làm thầy tu Tôi nói với các vị, nếu vì nhu cầu hưởng thụ cái thằng ăn mài ở ngoài nó hưởng thụ vẫn sướng hơn gấp trăm lần thầy chùa. Nói vậy. Đó. Cho nên đây là những điều mà chúng ta suy nghĩ. Chúng ta muốn tìm một môi trường để tôi luyện mình mà. Cho nên chúng ta mới chịu cái này, chịu cái kia, chịu cái nọ. là vì như vậy đó. Chứ còn mặt cơ bản nhu cầu ai cũng có giống nhau. Cho nên các vị thấy rằng Bản thân Đức Phật tại sao Ngài từ bỏ tất cả những cái điều đó Ngài từ bỏ để gì cái gì Bởi vì Ngài, Ngài đang tìm những giá trị cao hơn gấp trăm ngàn lần Đâu phải là dại khờ dốt nát hay là gì đâu Một con người có đại trí huệ đó Cho nên ở đây Chúng ta cần phải suy tư hiểu Mà tôi nói là tôi còn nợ với các vị một bài là Ý nghĩa về buông xả đó buôn xả như thế nào để có trí tuệ và buôn xả như thế nào là cục bộ ngu si tôi sẽ phân tích khi những cái thời điểm nào phù hợp với tự nhiên là ông ứng bà hành tôi ứng khẩu à <laughs> cho nên có tâm lực là có trí lực có trí lực mới pháp lực pháp lực là hiểu được mới đưa ra những phương tiện và những cách thức cho nó phù hợp đó vậy thì trở lại vấn đề tôi muốn nói với các vị người có tâm tự có trí ví dụ bây giờ nhìn thấy một người ăn mài nghèo khổ một người cho và một người không cho chắc chắn rằng người cho là người có trí sẽ có lý do để có trí người không cho là vì sao thứ nhất không vượt qua được lòng ích kỷ của mình không cho chuyện dễ mà cần gì phải suy nghĩ Cứ không cho là không cho Chứ tại sao phải suy nghĩ Nhưng mà người này suy nghĩ để cảm thấy rằng Cái không cho mình là Là đúng Cần gì đúng Đã không cho là không cho suy nghĩ hay không suy nghĩ gì nó cũng dây à Đúng không Làm sao cho được là điều quan trọng Cho được phải vượt qua được lòng ích kỹ mới cho Và vượt qua cái đầu suy si tư phân tích cộng trừ Chúng ta mới cho được không hề đơn giản. Cho nên tôi nói là số tiền lẻ thôi, nhưng mà những bài học thực tập rất lớn đấy các vị. Đi cho người ta tiền lẻ mà đi phân vân. Ủa cái đầu của chúng ta chừng ấy là chết rồi. Những cái đầu nó nhỏ bé như vậy rất khó làm việc lớn lắm. Và nếu họ có cơ may họ làm việc lớn là họ tạo cơ hội để bóc lột người khác. Chứ không mang cái nghĩa là vì cuộc đời đâu. Một người cho được và một người không cho được Nếu người không cho theo dạng bình thường là Nó không về thói quen và nó cũng không cần thiết mà người ta bình thường Cái này không có gì để nói Nhưng mà phân vân Và thậm chí thấy người ta cho lại kiều kiều Nó gạt đó, nó lừa đảo đó. Nó thế thế đó, câu chừng nó bây giờ nhiều lắm Nó đi tròn chi thế thế Đúng không? Tức là không cho mà thấy người khác cho còn Còn can ngăn người ta nữa Cái chuyện rất là bình thường trong cuộc đời nêu ra để, để thực tập nhưng mà cái người có tu tập và cái tâm rộng lớn á cứ là nghĩ là họ có nhu cầu thì chắc chắn rằng họ có điều đau khổ có được điều kiện chia sẻ để thứ nhất lòng thảnh thơi thứ hai tự cái tâm rộng lớn nó thúc đẩy mình làm và vì vậy người này có cơ hội mở trí rất là cao Tôi nói không phải đi suối với các vị đi về hốt tiền đi cho người ta hết Tết này khỏi có tiền ăn Tết đi nha Tôi không phải nói như vậy Nếu chúng ta có ý niệm như vậy cũng khó thành công Nó không phải là như vậy Cho nên đây là cái phương cách mà gọi là thực tập đó Quan trọng vô cùng Cho nên một người nhường nhịn và một người Ăn thua chung đủ sự thật rằng người ăn thua chung đủ sẽ không có trí bằng những người biết nhường nhịn nhớ là như vậy người nhường nhịn sẽ có lý lẽ hơn và người nhường nhịn nếu ra pháp luật sẽ thành công hơn và cơ hội thắng cao hơn ví dụ vừa rồi tai nạn rất rõ là như vậy một cái thanh niên này đi xe chở theo một bạn gái quầy đầu không đúng theo quy định của giao thông là một học sinh nào đó nó chở một đứa bạn đó đó chạy sắn vào té thì té thì cơ bản nhất cũng có khả năng chấn thương ít nhiều say xát ít nhiều té mạnh mà đang chạy mà nhưng mà trái lại cái người này quay lại đấm đá đánh túi bụi người học sinh 16 17 tuổi gì đó tôi nhớ là nếu hình như là lấy cái cái đoạn khúc côn đánh lên đầu cho nên cuối cùng bé đó phải vô bệnh viện mai chín 10 mũi vậy nhưng mà thử thật rằng vừa sai mà vừa hành động như vậy cuối cùng anh ta phải trả giá là phải ở tù cho hành động đó thôi tôi không nhớ chính xác là bao nhiêu năm nhưng đại khái là câu chuyện như vậy vậy thì tôi nói là cái gì sân si hung dữ chúng ta không có lý lẽ đặc biệt nhất là lẽ phải vì vậy cái người biết kiềm chế chính mình thậm chí cái người đó có thể nhường nhịn hơn một vấn đề người đó là thứ nhất thể hiện cái người đó có tâm lực mạnh mới kiểm soát được mình thứ hai là chính vì vậy người này sẽ có lý lẽ cơ bản về mặt cuộc đời là đã thắng về mặt lý lẽ rồi chuyện đúng sai chưa biết nhưng họ biết kiềm chế lại bản thân để họ không tiến xa hơn cho nên có những chuyện tai nạn giao thông rất là nhỏ nhưng mà để dẫn đến cái chuyện xô xát ở tù hoặc là người đi vào bệnh viện hoặc là có người chết đi một cách rất là vô duyên không đáng nhưng mà vì sao vậy vì phẫn nộ vì hung dữ vì sân si mất kiểm soát mình che đậy tâm trí cho nên phản ứng bằng bản năng và đa phần phản ứng đó đều đem đến cái kết cục đau thương cả. Cái này là những cái điều mà nhan nhãn giữa cuộc sống đời thường chứ không có cái câu chuyện cổ tích hay là nằm trong sách vở các vị. Vì vậy những người Phật tử khi chúng ta có tu tập chúng ta sẽ có một cái sự phản ứng nó tuyệt vời lắm. Càng tu chúng ta có phản ứng rất là sâu sắc, tinh tế nhưng mà nó bình thản Bớt đi sự bốc đồng bớt đi những sự phản pháo theo dạng mà trực tính mọi thứ từ từ rồi nó sẽ kiểm soát và nó làm cho mình mở rộng tâm trí và khi mở rộng tâm trí rồi chúng ta mới thấy rằng ô những chuyện đó rất là cỏn con những chuyện đó rất là tầm thường và ô những chuyện đó không quan trọng và tâm trí chúng ta mở rộng đến một lúc chúng ta thấy kẻ ác mà chúng ta không có thù không có ghét và không có xem thường tự tâm trí nó như vậy ủa nó làm nó trả quả báo mà Thậm chí mình còn thấy rằng tội nghiệp nó Và người có trí hơn là nghĩ cách gì để đổ được nó đây trong có ghét Với những người không được tốt hơn những người ác gì đó Xin thưa Tất cả những cái đó có một ngày Nó chỉ là những cái hình thức khác nhau trong tâm trí của các vị thôi Chứ nó không có cái gì để gọi là các vị phải thù, phải ghét, phải giận hết trơn rồi. Nó tự nhiên như vậy nhưng không phải là mình muốn hay là không phải là mình cố tình mình ra vẻ các vị trải nghiệm đi Nó sẽ đến lúc như vậy Và như vậy các vị mới khai mở tâm trí được chứ Khi tôi giảng ở Hàn Quốc Có một vị MC Sau khi bài pháp thoại tôi xong Thì hỏi tôi một câu Thưa Thầy trong cuộc đời Có thể nhịn người khác được mấy lần Đúng không? Người ta hỏi cũng rất đúng nhé. Thì thông thường anh cũng đã từng nhịn người khác một lần, hai lần gì đó Ai có nghe bài giảng này của tôi? Hả? Có nghe rồi, Diệu Hoàng hả? Thầy trả lời làm sao? Tâm càng lớn thì cái mức độ tha thứ nó sẽ có thể càng lớn Vì cái tâm lượng của mọi người, mọi người tương xứng cho cái sự ra tính đó một khi gặp tâm một người nhà lớn thì nó sẽ nó sẽ cho cái chuyện đó rồi từ mà nó sẽ tương xứng cái tâm của mình càng lớn thì coi cái chuyện đó nó không quá sức với mình để mà mình ra thứ cho cái việc đó thì thôi đại khái là như vậy đi cho anh chàng phát tay đó là cái ý là cũng như vậy đó xin thưa các vị tôi mới nói rằng không có một công thức nào trong cuộc đời là tha thứ người khác được mấy lần nhưng mà theo quy định ở xã hội thông thường thì sao như qua tàm tức là không quá ba lần nhưng mà có những cái chưa được lần nào đâu là nó đã xử rồi ba lần cũng là giỏi rồi đó nhưng mà xin thưa các vị trở lại vấn đề tôi trả lời với anh một điều rất rõ không có một quy định nào trong đạo phật gửi gọi là anh phải tha thứ người đó bao nhiêu lần mà tùy vào cái tâm anh bay lớn thì anh sẽ tha thứ cho người đó được bấy nhiêu lần thậm chí có những điều không tha thứ được lần nào mà toàn là gây cho người ta không mỗi một người trong gia đình có người tha thứ người khác nhưng mà có người kiếm chuyện người khác Xã hội cũng thế Và tôi hỏi với anh trong gia đình Con cái và cha mẹ ai tha thứ lớn hơn cha mẹ. cha mẹ Tại sao vậy Cái tâm yêu thương Và cái tâm rộng lớn của người cha người mẹ Lớn hơn các con thông thường là hẹp hòi Ví dụ bây giờ Cái thằng A, thằng B, thằng C Nó làm cái gì nó gây đổ nợ tốn tiền hoài Đa phần Con cái thông cảm điều này Hay là cha mẹ Cha mẹ thôi anh em không thể thông cảm nhau được thậm chí một hai lần thôi chứ vì sao vậy cái tâm của các anh em nó nhỏ hơn tâm cha mẹ dành cho con anh em dành cho nhau không lớn bằng và vì vậy các vị thấy trong nhà ai là người có tâm rộng lớn yêu thương nhiều người đã chịu thiệt thòi và hy sinh lớn nó lệ thuộc vào cái tâm của con người vậy trong cuộc đời đức phật tha thứ cho chúng sinh bao nhiêu lần hả đức phật tha thứ cho đề bà đạt đa mấy lần nên nhớ là như vậy có những người tha thứ cả đời chứ không phải là mấy lần tùy vào cái tâm đó được tu tập tôi luyện hay là tùy vào cái tâm rộng lớn như thế nào thì chúng ta sẽ tha thứ được như thế đó chứ còn để nói bao nhiêu lần làm sao gọi là bao nhiêu lần được cái tâm đức phật vĩ đại như vậy thế không thể gọi là mấy lần hết á thậm chí nguyện cả cuộc đời này vì vì chúng sinh cho nên đức phật đã từng nguyện trong bồ tát anh lạc giới như thế nào ta nguyện đem thân ta chịu hằng hà xa số khổ đau của chúng sinh vì nguyện cứu độ chúng sinh nên ta nguyện thành phật cho nên những người tu của mình cần phải bao dung độ lượng là ở chỗ đó bởi vì có bao dung độ lượng mới có ý nghĩa cho cuộc đời mới lợi ích được cho chúng sinh cái tâm hẹp hòi làm sao có thể làm lợi ích cho chúng sinh ví dụ bây giờ mình thấy một người đệ tử mình mình là thầy đi mình thấy đệ tử mình cách ăn cách uống cách gìn giữ đồ của nó mình biết được nó có vì chúng sinh không hiểu chứ. Mình nhìn cái cách nói chuyện, ứng xử qua lại của mọi người xung quanh, mình cũng đánh giá được ít nhiều về mỗi con người. Đánh giá không phải là để ái ố. Đánh giá là trí tuệ nó tự biết như vậy đó, nó tự phân định rất rạch rồi, rất rõ là như vậy đó. Giống như bây giờ á, trong cái bộ phim Đức Phật, các vị thấy cái vị thầy đầu tiên Đức Phật đến học đạo và tu đó là ai? Alala à Kalama Và sau khi Đức Phật đạt được tứ thiền rồi Đức Phật xin Thầy để rời đi Đến một cái chú xứ khác Của Dakarama Buddha Những vị Thầy cao hơn Thì khi Đức Phật vừa rời khỏi nơi này Thì Đề Bà Đạt Đa đến Có phải không Và hỏi rằng Sĩ Đạt Ta đâu Cầm kiếm trước mặt cái vị Thầy đó như vậy Thì vị Thầy mới trả lời sao Sĩ Đạt Đa đã đi rồi Hỏi là đi đâu Thì Ngài chỉ cái hướng khác Sau khi chỉ xong rồi Đề bà Đạt Đa Hấy quýt một cái rồi đi Thì cái người đệ tử kế bên nói là Thầy chưa từng nói dối Nhưng tại sao hôm nay thầy lại nói dối Sĩ Đạt Đa rõ ràng là đi đến Nơi tu tập của Út Đa -ma Tại sao thầy nói là đi như vậy Thì người thầy nói lại một câu rất nhẹ nhàng bởi vì ta thấy người này không có thiện ý với sĩ đạt ta có khả năng anh ta sẽ làm hại sĩ đạt ta mặc dầu chưa từng gặp đề bà đạt đa bao giờ giác quan trí tuệ của con người đã cho sự nhìn nhận rất chính xác về một vấn đề như vậy cho nên để giải quyết được vấn đề các vị cần lắng tâm hơn là tính toán các vị đừng nghĩ rằng gán tính toán để ra vấn đề Tính toán không có ra đâu Tính toán càng xa với vấn đề Cho nên các vị thấy rằng Các bậc thầy tổ của chúng ta đưa ra phương pháp tu hành Không hề đơn giản Mỗi một cái cách gì đó trong việc ứng dụng Đều có giá trị nhất định của nó Chẳng hạn Nghi thức mà các chùa bắt tông chúng ta thường tụng Hình như kinh nào cũng có Mở đầu là đại bi Và sau cùng là bác nhã Tại sao? Từ bi và trí tuệ Nói được vậy là cũng giỏi rồi đó Cho tràng pháo tay đi Hôm nay lãnh thưởng hơi bị nhiều đó nha ừ. Phải tìm cách gì trả lời đại chúng đó Đây là điều vô cùng quan trọng Những người ứng dụng hay là những người trì kinh đôi khi không hiểu được cái này. Các vị thấy không có cái gì mà đương nhiên các chư tổ tùy tiện để làm một cái nghi thức như vậy. Quan trọng lắm đó các vị. Thì như lời Phật tử Diệu Hoàng vừa nói đó là sao? Có từ bi và có trí tuệ thì cái này về mặt nghĩa đen nó là như vậy. Nhưng mà cái này nó phản ánh cho cái nghĩa gì? tâm khai thì đúng vậy tâm khai trí mở vì vậy đầu tiên vào thời khóa tụng là phải có chú đại bi để khai tâm chúng ta chưa đủ sức quán chiếu ứng dụng để mở tâm với chính mình thông qua thần chú đại bi nhờ sự gia trì của chú đại bi để làm cho tâm mở tâm ra Ban đầu là phải mở tâm mà. Con người không mở tâm làm sao tu Con người không mở tâm làm sao đạt được mục đích của sự tu hành Chắc chắn là như vậy Vì vậy đầu tiên trong nghi thức là Chú Đại Bi để mở tâm ra Mở tâm ra rồi sẽ có trí Vì vậy sự tu tập của tất cả các vị ban đầu tu tập nó cũng mang cái nghĩa như vậy tại sao trong lục độ ba la mật bố thí lại đứng đầu việc tu học của tất cả các vị phật tử quần chúng cũng khuyến khích bố thí cúng dường làm đầu nếu đừng lợi dụng cái chuyện mà khuyến khích để vì cái ăn thì đó là pháp vô cùng quan trọng tôi ít khi nào khuyến khích các vị là tôi sợ có những người hiểu nhầm nhưng mà pháp đó là như vậy anh không thể nào đạt được giá trị của chánh pháp hay là không thể nào khai tâm mở trí bằng một cái đời sống hưởng lợi cho anh. Cái gì cũng phải có sự đánh đổi của nó và nhất là chánh pháp thì đánh đổi càng kinh khiếp hơn nữa. Cho nên trong cái phẩm kinh duy ma các cái phẩm thứ chín nếu các vị về nghe lại. Tôi dạy cho chư tăng nhưng mà các Phật tử nếu nghe được đoạn này. Các vị sẽ học được rất nhiều thứ ở trong đó. Trong đó có câu mà tài pháp nhị thí đẳng vô sai biệt là cái câu hay dùng để mà khi người ta cúng dường mình nhận bao thơ và mình đọc cái bài kệ đó. Khi người ta đem bao thơ cúng dường thì người tu thầm đọc là gì? Tài pháp nhị thí đẳng vô sai biệt đàn ba la mật của túc viên mãn. Tài pháp nhị thí là hai cái loại bố thí, bố thí tiền tài hay là bố thí giáo pháp. Đẳng vô sai biệt không có gì khác nhau. Đàn ba la mật nếu thực hiện cái hành động bố thí này ba la mật thì sao nó sẽ đầy đủ tất cả nhất là đầy đủ các công đức lành nhưng mà xin thưa các vị các vị đem tiền tài đến các vị bố thí cúng dường rồi các thầy nói là để nói các cái lời phật dạy cho các vị nghe để mà trả ơn đàn na tính thí thì gọi là pháp thí có phải vậy không ạ à? nhưng mà chắc không Chắc không? Các vị có tiền, các vị đem bố thí Rồi các thầy nói Pháp lại Nhưng mà các thầy có Pháp chưa? Hay là đang nói Pháp của Phật, đang nói Pháp của Tổ Giai mượn của Tổ của Phật để nói Chứ chúng ta chưa có Pháp Nếu chúng ta muốn đáp trả lại cái sự bố thí của Đàn Na Chúng ta phải có Pháp Mà Pháp đó ở đâu ra? pháp đó phải từ sự chứng đắc từ sự trải nghiệm từ sự tu tập thì mới có pháp cho người để gọi là tài pháp nhị thí đẳng vô sai biệt còn nếu chưa có pháp thì chúng ta chỉ mượn giáo pháp của phật của tổ của thầy để chúng ta trả nợ áo cơm như vậy về mặt nợ với đàn na ta còn nợ rất nhiều còn có pháp rồi không hề bao nhiêu cũng không hề nhưng mà người thật sự có pháp thì dường như không còn nhu cầu để thọ nhận của chúng sinh các vị thấy rất là quan trọng bố thí đứng đầu để mở tâm mở tâm mới khai trí được cái thằng này nó ích kỷ nó nó sân si nó tật đố nó nó thế này thế khác sao mở nó được trời lấy cái gì mà mở nó đây có phải gì không Đức Phật là một bậc tài trí khai mở cho đệ tử mình tuyệt vời. Do đó phải biết căn tánh chúng sinh, thì mới giúp chúng sinh mở được tâm trí. Mà bậc thầy có trí mới giúp người khác mở trí. Bậc thầy không có trí vô minh thấy mòn mà đi mở người khác có trí vớ vẩn nói bậy. Có phải vậy không? Người có trí mới khai thác tâm trí người khác được chứ. Cho nên sự tu tập phải tinh ý những chỗ này Và tôi ở trong bài giảng đó tôi có chia sẻ Trong tài thí mà bố thí bằng cái tâm rộng lớn và ba la mật Tự thân nó có pháp Và trở thành pháp vĩ đại Tôi nói với các vị nhớ lại hình ảnh Cấp cô độc đem vàng đến trải Để mua khu vườn của Thái tử Kỳ Đà Có phải vậy không? Nhưng cuối cùng cấp cô độc lại độ được thái tử kỳ đà có phải gì không độ được bằng pháp gì tài thí trở thành pháp thí mà chuyển hóa cái tâm của kỳ đà thay vì ban đầu bán và đùa nhưng sau đó rồi tự phát tâm cúng có phải gì không khi cấp cô độc mua trả vàng hết khu vườn còn những cái gốc cây nó không biết làm sao thì mới đo cái gốc cây cái chu vi phạm vi lớn cái để nhúm 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 nhấm vàng xung quanh đó Thái tử Kỳ Đà quá ngạc nhiên cho cái hành động này Mới hỏi với, với, cấp cô độc là vì sao ông phải làm như thế Thì lúc đó cấp cô độc mới nói lên Vì sao vì Đức Phật thế này thế kia Cho nên tôi làm như vậy tôi bất kể mọi thứ như vậy Với tâm ba la mật mà Thái tử Kỳ Đà khai tâm liền Phát tâm cúng dường ngay Thôi được rồi Ông hãy lấy những cái vàng này cất đi Những vàng xung quanh gốc cây á, Ông chỉ trải trên đất thì ta lấy Còn những cái của gốc cây để ta cúng Cho nên mới có cái câu là Kỳ thọ cấp cô độc viên đó Vườn của trưởng giả cấp cô độc Mà cây thì của Thái tử kỳ đà Đó là như thế Đàn ba la mật Cái chữ đó đó Cúng dường bố thí mà ba la mật Bằng cái tâm rộng lớn như vậy Thì sẽ trở thành pháp đó Sẽ đổ được người Sẽ chuyển hóa được người Phật tử thấy cái này vô cùng quan trọng mà Nhất là những người ứng dụng giáo pháp phải thấy Tôi nói cái bài này mang cái nghĩa là Có những người có nguyện vọng khai tâm trí Và đi vào con đường này Tùy các vị Nhưng mà đó sự thật là như vậy Vì vậy khi ứng dụng tu hành Chúng ta cần phải ứng dụng pháp Chứ còn lớt quớt lớt quớt như vậy Chúng ta tu thấy nhiều đó nhưng mà thành quả tu học không có nhiều những người tham gia khóa tu cũng nhiều nhưng mà tạo ra những quan trái cũng không ít là do chúng ta chưa thật sự là chứng nghiệm hay là trải nghiệm giáo pháp cho nên chúng ta cần phải thực tập chánh pháp muốn có trí tuệ của mình đầu tiên nhất là phải chỉnh đốn và phải khai tâm trong mọi hành động đều phải có tâm nhiều bài giảng tôi đã nói với các vị rồi trong năm cái tâm mà thông thường mà tôi thấy là thầy quệ đăng hay dạy học trò mình đó là hy sinh nhẫn nhục siêng năng chân thật và tình thương năm cái tâm này không có tâm hy sinh rộng lớn thì trí không mở được không có nhẫn nhục kiềm chế thì không có trí phát được không có siêng năng, tâm lười biếng, ràng buộc, không có tinh tấn thì thua. Rồi không có chân thật và tình thương, gian dối che đậy hết tâm trí lấy gì có? Và tình thương tâm hẹp hòi, ích kỷ và ghen ghét đố kỵ như vậy làm sao có trí? Đây là những điều mà rất là cơ bản cho việc ứng dụng của các vị. Và nếu các vị khéo léo trong đời các vị sẽ từng bước lộ ra những cái đức tính tốt của mình mỗi một thời gian một giai đoạn các vị bắt đầu nhận ra à hôm nay mình tốt hơn được cái này mai à mình tốt hơn được cái kia là nhờ mình vận dụng tìm cách cho tâm mình bắt đầu khai mở rộng lớn lực mình bắt đầu có dần như vậy có lực của tâm thì mới có trí và có trí lực thì phán đoán, đánh giá và đưa ra ứng xử giải quyết các vấn đề sẽ đem lại hiệu quả tốt đẹp hơn. Thông qua chủ đề tâm có khai thì trí mới mở. Đây là những phương pháp ứng dụng. Nó không phải là những cái nói cho vui. Nó cũng không cái là để chúng ta nghe thỏa mãn. Cái lỗ tai của mình mà ở đây là các vị phải biết ứng dụng Tìm cách nào để khai tâm mở trí Nó là những cái phương thức để ứng dụng Mặc dù với thời gian cho phép Tôi chưa đi các vị từng ly từng tí Nhưng mà bằng bao nhiêu lý thuyết đó như vậy Và đưa ra những cái phương thức cụ thể Trong một vài tình huống như vậy Thì các vị sẽ lấy đó để đọ lại với mình một phần để giúp cho chúng ta có cái cách gì đó khai tâm mở trí và như vậy mỗi một phương pháp ứng dụng ở tại trong nhà thiền hay là trong phá tu đều góp một phần cho các vị giống như tôi bảo các vị ngồi thiền 10 15 phút sự thật rằng đó là cái cách để giúp cho các vị làm cho tâm được tĩnh lặng bởi vì tâm tĩnh lặng rồi thì mới khai mở được tâm trí chứ cái cốt lõi của nó nằm ở đó mà và có ứng dụng có đối diện có chấp nhận những sự thiệt thòi những sự thua thiệt những quan trái trong cuộc đời mà người khác không chịu đựng được mà ta chịu đựng được thì lực tâm bắt đầu mới có chứ cho nên tùy cái nghi để mà ứng dụng tùy cái nguyện vọng cái khát cầu của tất cả các vị đang khát cầu về chân lý hay là những nhu cầu tạm thời trong cuộc đời đó là mục đích cá nhân của mỗi con người các vị có quyền chọn lựa Và có quyền ứng dụng cho phù hợp Với cái trình độ căn cơ Hay là cái nhu cầu của chúng ta Chúc đại chúng tinh tấn và an lạc Tại vì đại hội Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Cùng kính ngưỡng bái bạch Thầy Qua hơn 1 giờ 30 phút Với chủ đề tâm có khai Thì trí mới sáng Thầy đã giúp cho toàn thể hành giả chúng con Có được những kiến thức trên bước đường tu học, thay lời toàn thể hành giả, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân công đức của thầy. Mặc dù thầy đang tham dự phá quân tu dành cho chư Tôn đức lãnh đạo của giáo hội thành phố, nhưng nhân khóa tu 118 thầy cũng đã sắp xếp trở về tu viện Tường Vân để ban bố một thời pháp thoại cho toàn thể hành giả, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thầy, cầu chư Phật gia hộ cho thầy luôn được sức khỏe và thành tựu Phật sự. Giờ phút này thành kính cùng thỉnh Thầy, kính mời đại chúng đồng khởi thân hồi hướng. À đêm